Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay là ngày thứ 6, 23 tháng 2 năm 2024, tức là ngày rằm Nguyên Tiêu. Vợ chồng chúng tôi may mắn tới thăm ông anh của chúng tôi là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, anh Nguyễn Thanh Sơn. Thưa anh Sơn, chúng em rất là may mắn được gặp anh ngày hôm nay. Rất vui gặp lại vợ chồng Hoàng Duy Hùng. Dạ. Hôm nay tới đây thì khí hậu nó hơi vừa mát vừa có râm râm của kiểu của Hà Nội, nên là anh mời chúng em hơi trễ chút, nhưng mà chúng em là nhất định là phải đi sớm. Vì ra Hà Nội này, thưa quý khán giả, những ai chưa biết ở Hà Nội chứ, Hà Nội kia này kẹt xe ghê gớm từ anh đây. Đâu thế rồi, vấn đề chung của thế giới. Tắc đường kinh khủng. Nói đến kẹt xe, nhưng mà nó là có một cái góc nhìn về vấn đề tích cực đó. Thì em thấy như vậy anh Sơn, đó là sự kẹt xe tức là nó cứ có phát triển. Nếu mà không có phát triển làm sao có kẹt xe, tức người ta đi làm rồi người ta. Mà ở đây toàn là xe con bây giờ không mà. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì kẹt xe thì là chỉ đôi chút. Lý do họ đi xe gắn máy rất là nhiều. Nhưng ở Hà Nội này thì phải nói rằng là vì khí hậu á, cho nên người ta đi xe con rất là đông đúc. Thế chính anh Nguyễn Thanh Sơn đã nói là đất nước chúng ta đang thay da đổi thịt, và đó là điều mà anh Nguyễn Thanh Sơn thường nhắn gửi ra ở hải ngoại. Những ai chưa về với đất nước hãy về với đất mẹ Việt Nam một lần để cho biết là đất nước thay da đổi thịt. Và chủ trương của Đảng và Nhà nước qua nghị quyết 36 hòa hợp dân tộc rất là tuyệt vời. Thì xin mời anh Nguyễn Thanh Sơn cho đôi nét về vấn đề này. Cái như Hoàng Duy Hùng vừa nói thì nó là cái vấn đề mà anh em ta đã trao đổi rất nhiều lần. Và cũng chính cái nội dung đó xuất phát từ cái nghị quyết 36. Cách đây cũng tương đối là lâu rồi. Và nó được triển khai, nó đi vào cái đời sống thường ngày của bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới. Thế rồi từ chỗ đó thì càng ngày càng nhiều người trở về với Tổ quốc. Và cái lựa chọn đúng nhất thì cái về với Tổ quốc, với quê hương. Và Hoàng Duy Hùng đã ổn định cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Cần Thơ. Thế mà hôm nay ra Hà Nội đúng cái ngày mai mới là chính rằm. Hôm nay là ngày 14, nhưng mà thường ấy là ngoài Bắc thì nhiều gia đình tổ chức cái ngày rằm tháng Giêng vào ngày 14. Thế cho nên là Hoàng Duy Hùng ra thì thấy là không khí tiết xuân nó vẫn còn đang rất là tràn ngập khắp nơi. Nhiều nhà đấy, anh đến nhà tôi anh thấy là chú đến chú thấy là còn đào còn quất ở ngoài sân, phong lan ở trong nhà. Và cái thời tiết năm nay là rất thuận với lại cái thời tiết của ngày xuân, ngày Tết. Thì hy vọng là cái năm Giáp Thìn 2024 này nó sẽ đem đến cho bà con cô bác khắp nơi trên thế giới, như nhân dân cả nước, trong đó có các gia đình chúng ta, anh em mình, một năm mới may mắn và hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Thế nhưng mà cũng từ đó mình mới thấy rằng là cái nghị quyết 36 thực tế nó không phải là một cái mơ hồ hão huyền, mà nó thực sự đi vào lòng dân, và nó ra đời để mà phục vụ cho chính cái nguyện vọng của bà con cô bác khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đất nước thuận lợi để mà có cuộc sống ổn định bền vững lâu dài. Trên chính vì vậy mà tôi vẫn thường nói với Hoàng Dung và với mọi người là cái việc trở về quê hương đất nước, ai rồi cũng cội nguồn cũng phải nhớ đấy. Và cũng như là tôi đã nhiều lần tôi nhắc cái lời nói của cố giáo sư Phạm Trần Văn Khê là người Việt Nam chúng ta dù ở tha hương, ở đất nào, đất nước nào đi chăng nữa, sung sướng đến đâu đi chăng nữa thì cái hồn vẫn là cố hương. Cái linh hồn của chúng ta, cái tâm trí chúng ta, cái tư tưởng của chúng ta, cái niềm thương nhớ của chúng ta, cái tình cảm lớn nhất trong trái tim vẫn dành cho quê hương đất nước. Thế cho nên là Hoàng Dung về mới thấy rằng là cuộc sống ở trong nước nó ngày một phát triển đi lên, một đất nước phát triển có thể nói là với tốc độ vũ bão, tôi phải nói như vậy. Có nhiều người bạn, nhiều doanh nghiệp, người nước ngoài là khi sang đây cách đây 2-3 năm, bây giờ trở lại Việt Nam người ta ngỡ ngàng. Bà con cô bác chúng ta cũng vậy, thì chúng ta phải khẳng định là đất nước đang đi lên, vì thế chúng ta đang ổn định. Thế Nguyễn Thanh Sơn ở bên hải ngoại á, đã có nhiều người về, họ âm thầm họ về và họ thấy đất nước phát triển, họ mừng lắm. Nhưng cũng có một số người muốn về nhưng mà vì sĩ diện gì, vì lý do gì đó nhất định không về. Thì không biết
anh Sơn có cái gì đó nhắn gửi với những người mà vì sĩ diện á là không về hay không? Tôi cho rằng là tổ quốc, quê hương, mẹ hiền vẫn là trên hết. Dạ. Tất cả những cái sĩ diện, tất cả những cái gì mà thuộc về cá nhân ấy, thì tôi cho là chúng ta nên dẹp sang một bên. Cũng như Hoàng Duy Hùng đó, hả? Yeah. Rồi cũng như nhiều bà con, cô bác khác đã trở về ổn định cuộc sống, đầu tư về trong nước. Hoặc người ta có thể đi đi lại lại, người ta sống trong nước thời gian nhiều hơn, người ta càng ngày người ta càng thấy muốn sống ở đất nước này. Là bởi vì chúng ta hội nhập với thế giới, chúng ta càng hội nhập với thế giới thì chúng ta càng nâng cao cái nhận thức, cái cuộc sống của chúng ta càng ổn định, chứ chúng ta có thay đổi gì đâu. Về bản chất chúng ta không thay đổi, chúng ta vẫn là nhà nước do dân vì dân thôi. Còn cái tuyên truyền bên ngoài nhiều khi ấy, nó làm sai lệch đi cái mục đích của Đảng và Nhà nước ở trong nước đang dành cho nhân dân, đang dành cho đất nước chúng ta những cái quan tâm sâu sắc, to lớn để mà làm sao đất nước chúng ta sánh vai với Nam Châu Cường Quốc, chả thua kém ai cả. Dạ. Có đúng không ạ? Dạ. Thế thì chính vì vậy mà cái tuyên truyền một chiều ở bên ngoài ấy, về cái chính sách trong nước, đời sống nhân dân trong nước thì nó cũng không thể làm cho bà con cô bác người ta tin tưởng được nữa. Bởi vì càng ngày người ta càng thấy càng đông người trở về, không ạ? Và trở về quê hương đất nước nó là một cái đường đi chính đáng, nó là cái liên lạc. Các cụ người ta nói là cóc chết 3 năm quay đầu về núi thôi. Đúng yeah. không? Anh ở đâu thì ở. Tôi vẫn muốn nói là cái cố hương ấy, là cái nơi chôn nhau cát rốn, không ạ? Là cái nơi anh sinh ra và anh lớn lên, đến cái giai đoạn ở đấy có người thì trưởng thành mới ra đi, không? Có người ra đi từ nhỏ, nhưng mà nơi nào anh sinh ra thì nơi đấy là cố hương. Và tổ quốc Việt Nam bây giờ tôi xin thưa ấy, với quý vị các bạn cũng như là Hoàng Dung là chúng ta đi đâu cũng thấy đời sống đi, đúng không nào? Dạ. Bây giờ tại sao họ kẹt xe? Là bây giờ đường thì rất to rồi, bây giờ đường ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội hay ở các tỉnh thành khác đều hạ tầng cơ sở đường giao thông đang làm rất tốt, thậm chí chúng ta đang làm tuyến cao tốc xuyên Bắc vào Nam, không ạ? Từ ở địa đầu tổ quốc cho đến mũi Cà Mau, chúng ta đang làm một cái đường cao tốc. À, đi đến đâu là có thể nói là đường xá mở mang và rất là đẹp đẽ. Hạ tầng cơ sở chúng ta bây giờ chả thua kém với các nước tiên tiến ở trong khu vực cũng như trên thế giới. Cho nên kẹt xe là phải thôi. Ở trong Thành phố Hồ Chí Minh á, đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đi cao tốc xuống dưới Cần Thơ chỉ trong vòng có 2 tiếng thôi. Nhưng mà Tết vừa rồi đó, thưa anh Sơn, là vì dân nó từ quê trở lại thành phố. Phải nói là kẹt xe kinh khủng là trên đường cao tốc luôn, là tại vì dân trở lại thành phố rất là đông, thưa Nguyễn Tân Sơn. Nhưng mà cam đây là vì năm ngoái là năm nay nè, báo cái bên cơ quan ngân hàng thế giới The World Bank á, họ có ra một cái bản báo cáo và nói rằng là có lẽ Việt Nam trong khu vực sẽ là một quốc gia phát triển nhanh nhất, có lẽ còn hơn cả Trung Quốc, vì Trung Quốc đang bị khựng lại, thì Việt Nam đang gọi là trong 10 năm tới Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á. Không biết anh Nguyễn Tân Sơn nhận định như thế nào về cái bản báo cáo đó của The World Bank? Tôi nghĩ rằng là họ có cơ sở. Yeah. Bởi vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới hiện nay. Thế nhưng mà hiện nay họ cũng đang có những cái chứng lại khó khăn bởi vì dân số quá đông. Yeah. Dân số quá đông và cái tình hình, cái điều kiện thế giới nó có nhiều cái biến đổi. Cho nên nó dẫn đến những cái có thể nó những cái yếu tố để mà nó kìm hãm cái tốc độ phát triển của quốc gia lớn như thế. Thế thì có thể nói là cái tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta trong những năm vừa qua nó được khẳng định, và các tổ chức kinh tế tài chính thế giới cũng đã khẳng định, đúng không? Là với cái đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất linh hoạt, năng động và có những cái sáng tạo, làm sao nó phù hợp với lại cái điều kiện diễn biến trong môi trường phát triển kinh tế thế giới, thì chúng ta giữ được cái tốc độ tăng trưởng. Yeah. Chứ chúng ta không bị âm trưởng, đúng không? Phát triển là tức là tụt xuống cái chiều bao một lạm phát lớn. Thì tôi cho rằng là với những giải pháp kinh tế của chính phủ trong những năm vừa qua, nó đã thể hiện là cái đường lối của chúng ta là đúng, và chúng ta biết lựa chọn cái cách đi của chúng ta. Đấy là cái nghệ thuật và cũng đấy là cái sự sáng tạo của chính phủ và trong cái giai đoạn vừa qua, để làm sao chúng ta không những ổn định được, chúng ta không đi xuống mà chúng ta đi lên. Tuy rằng cái tốc độ đi lên nó chưa phải là cao, nhưng mà nó là tăng trưởng chứ không phải là âm. Cho nên đây là một cái mà Hoàng Dung nhận định nó rất đúng, và tôi cho rằng là tạp chí của Ngân hàng Thế giới họ cũng đánh giá là tương đối sâu sắc. Bởi vì nếu nhìn kỹ với cái tốc độ phát triển dân số của chúng ta,
vì chúng ta là 100 triệu dân thì có thể là có nick hơn rồi đấy. Thế thì cái tốc độ phát triển dân số của chúng ta nó cũng nhanh chóng, thì nó đòi hỏi là gì? Nó đòi hỏi là cái phát triển kinh tế nó cũng phải song song thì mới đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội. Nhưng mà cái kinh tế thì cái hạ tầng cơ sở nó đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, và chúng ta giờ hạ tầng cơ sở sân bay ở khắp nơi đang xây dựng, đặc biệt là sân bay Long Thành của chúng ta ở Đồng Nai, hoặc đang mở rộng sân bay Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Nội Bài, một loạt các sân bay các địa phương vừa rồi, kể cả vùng cao như Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa rồi chúng ta cũng đã nâng cấp và mở rộng cái sân bay Điện Biên để mà chúng ta có thể đón khách quốc tế đến du lịch, đón máy bay lớn, tàu bay lớn. Thì như vậy là chúng ta thấy xét về toàn diện, về đối ngoại thì như thế, về tăng trưởng kinh tế như thế, đời sống xã hội chính trị trong nước thì rất ổn định, chúng ta không có bạo loạn, chúng ta không có khủng bố, chúng ta không có những vụ việc như các nước trên thế giới vẫn đang diễn ra mà mặc dù ở các nước tiên tiến, thì đấy có thể nói nó khẳng định một cái sự vững vàng của nhà nước chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là qua cái năm 2023 vừa qua. 2024 đã sang, đã đến, nó đặt ra chúng ta một cái thách thức cũng rất lớn nhưng mà cơ hội không nhỏ. Thế cho nên là chúng ta hy vọng là trong cái năm 2024 này Việt Nam tiếp tục hội nhập với thế giới và sẽ có cái đóng góp tích cực trong tất cả lĩnh vực. Vì Hùng phải nhớ là bây giờ chúng ta tham gia cả lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới. Dạ đúng vậy. Việt Nam tham gia và đại diện quân đội nhân dân Việt Nam đi đến đâu cũng được. Các nước đánh giá rất cao, nhất là các nước châu Phi. Vừa rồi chúng ta tham gia một số các cái hoạt động trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc để đảm bảo hòa bình của lực lượng hòa bình thế giới, giữ gìn hòa bình thế giới, thì chúng ta đi đến đâu thế chúng cũng được ca ngợi đánh giá, đặc biệt là cái động đất năm ngoái Thổ Nhĩ Kỳ, em thấy không? Lực lượng quân đội công an của chúng ta, lực lượng cứu hộ của chúng ta tham gia và có thể nói là để lại cho bạn một cái ấn tượng rất sâu sắc. Họ rất sâu sắc. Có một cái đề tài mà em nghĩ rằng nó thích hợp với Nguyễn Thanh Sơn nhiều lắm, đó là đề tài chiến sự Nga và Ukraine. Anh Nguyễn Tân Sơn từng là đại sứ của Việt Nam ở tại Nga và anh vẫn là đang là chức đại sứ chứ đâu có phải là anh thôi đâu, anh là vẫn là đại sứ vĩnh viễn luôn đó. Thì cái chuyện này anh rất rành về vấn đề mà chiến sự mà Tổng thống Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine. Theo các tin tức mới đây thôi, là như Reuters ngày hôm nay anh em mình đang nói chuyện đó, thì sau khi mà thị trấn Avdiivka ở tại Ukraine nó thất thủ đó, thì bây giờ đó là chung quanh cả cái khu vực đó một loạt thất thủ gần giống như cái thời kỳ năm 1975 30 thuộc bị thất thủ thì Việt Nam Cộng Hòa coi như tiêu tùng. Và người ta dự trù có thể là hình như là Nga đang tiến quân có thể vào gần tới thủ đô Kiev một lần nữa, thì không biết anh Nguyễn Thanh Sơn nhận định như thế nào về cái chuyện gọi là cái chiến dịch này mà có thể là nó thay đổi cả một cái bàn cờ, bây giờ là Ukraine đang tụt quần bỏ chạy đó thưa. Cái này thì cũng có thể nói là ngay từ đầu tôi đã nhận định rồi. Tức là cái mong muốn cũng như đánh giá của tôi lúc đầu là nếu như để cho hai nhà nước Liên bang Nga và Ukraine tự dàn xếp và cùng nhau đàm phán bàn bạc để đi đến một cái thống nhất là Ukraine đừng tham gia NATO. Và giữ vững cái chế độ trung lập của mình ấy, thì tôi nghĩ nếu để cho hai quốc gia này họ đàm phán và bàn bạc với nhau thì nó sẽ đi đến một cái là không có chiến tranh. Nhưng chính vì cái sự thúc đẩy của NATO cũng như là cái sự thúc ép của Mỹ muốn là nhân cái dịp này là làm sao có cái xung đột, tôi nghĩ suy nghĩ cá nhân tôi như vậy, để cho cái vai trò cũng như kinh tế nước Nga suy yếu đi, để cái ảnh hưởng của nước Nga đối với thế giới nó sẽ bị giảm đi. Nhưng mà tôi cho rằng là họ đã chính vì cái sự hậu thuẫn, hỗ trợ và thúc ép, thúc đẩy, và nếu mà dùng đúng chữ thì là kích động của Mỹ và NATO, làm cho Ukraine đi theo một cái chiều hướng nó khác hẳn. Là họ nghĩ đến cái việc là họ sẽ được gia nhập NATO sớm, sẽ trở thành một quốc gia trong Liên minh EU, sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nôm na là sẽ có rất nhiều những nguồn lợi mà có thể đem lại cho đất nước một cách nhanh chóng. Nó không có chuyện như thế trên thế giới này. Bởi vì anh muốn gia nhập Liên minh châu Âu, anh muốn gia nhập NATO, không phải là chỉ như là anh nhìn vào cái miếng mồi ở cần câu, người ta giật để cho anh như thế anh chạy theo, mà phải xác định rõ cái vị thế của nước Nga
xác định rõ cái lợi ích của Ukraine với lại Nga nếu sống trong môi trường hòa bình ổn định như trước đây. Thì đất nước hai quốc gia đâu có bị thiệt hại và tàn phá như vừa rồi. Cái lợi là cái lợi ai? Cái lợi đem lại cho ai? Cái lợi đem lại cho Mỹ. Đúng không ạ? Đúng vậy. Kể cả các nước châu Âu cũng thiệt hại, các nước Liên minh châu Âu cũng rất thiệt hại. Bởi vì anh vừa kích động, anh vừa bán vũ khí, đúng không? Anh vừa đẩy người ta vào cái cuộc chiến mà tranh giành mang tiếng gọi là nước Nga thì gọi là chiến dịch, như Tổng thống Putin nói là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ cái an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga. Nhưng mà Ukraine thì nói là phải giành lại những phần đất đã bị chiếm đóng. Thực ra mà nói nếu xét lịch sử, thôi ta không nói vì cái này là thuộc lĩnh vực các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử của hai quốc gia Ukraine và Nga, người ta phân tích và chúng ta được nghe nhiều, đặc biệt cái bài phỏng vấn của phóng viên Tucker Carlson của Mỹ vừa rồi với lại Tổng thống Putin 2 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Putin giải thích rất rõ ràng căn cơ nguồn gốc từ xa xưa, từ thời thế kỷ 19 cho đến bây giờ nó là như thế nào đối với lại địa giới lãnh thổ Ukraine và với nước Nga, hình thành cái quá trình phát triển Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine với lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga như thế nào. Thì ông Tổng thống Putin ông giải thích rất rõ ràng cho phóng viên Mỹ rồi, không ạ? Thì cái này là cái mà tôi cho rằng là đấy cũng là một cái rất cởi mở của một vị lãnh tụ nước Nga hiện nay, và muốn cho thế giới thấy rõ cái cân nguyên của cái nguồn gốc mà Ukraine nó nói là họ có những phần đất mà nước Nga đang chiếm. Thì thực tế đâu Nga có phải là chiếm đất của Ukraine đâu, mà Nga đang muốn là gì? Đảm bảo cái lợi ích an ninh chính trị toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đúng vậy. Trước cái sự đe dọa của NATO. Bởi vì nếu như mà Ukraine tham gia vào NATO, trở thành thành viên NATO, tức là cái bao vây của NATO nó sát đến đánh nước Nga rồi, thì ai mà chịu được? Cái đó nó đe dọa, chính là NATO đe dọa Nga chứ không phải Nga đe dọa NATO. Đúng vậy, vâng. Mà làm sao Nga đe dọa châu Âu được? Họ dựng lên những cái đó. Vì tôi không phải vì tôi làm đại sứ ở Nga mà tôi bênh Nga. Mà chúng ta phải bảo vệ, chúng ta bênh những cái chân chính, chúng ta bênh những cái chân lý, để chúng ta góp phần vào cái sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới. Chứ không phải là để kích động cho quốc gia này với quốc gia kia đánh nhau. Vì cái xung đột bây giờ trong cái môi trường mà hội nhập thế giới thì cái xung đột nó đem lại cái thiệt hại to lớn cho nhân dân, chứ không phải là cho nhân dân tất cả các nước tham gia vào những cái quá trình xung đột đó, chứ không phải là một quốc gia nào. Cho nên là chúng ta phải xác định là càng giảm xung đột thì cái môi trường hòa bình nó càng phát triển, mà càng tăng xung đột thì môi trường hòa bình càng bị đe dọa, và cái đe dọa lớn nhất và thiệt hại lớn nhất vẫn là người dân phải chịu. Thế cho nên tôi cho rằng là cái cuộc chiến vừa qua đến giai đoạn hiện nay thì có thể nói rằng là nước Mỹ cũng có thể đã nhận ra được cái sai lầm. Tôi nghĩ là như vậy. Liên minh châu Âu hay là nói tóm lại NATO cũng đã có thể nhận ra được vấn đề đó. Nhưng vấn đề bây giờ họ sẽ xử lý cái việc mà đàm phán với Nga thế nào. Thế còn ông Putin ông trả lời phỏng vấn rồi, ông nói rõ rồi, không ạ? Nước Nga không bao giờ lùi. Và vì lợi ích cũng như là toàn vẹn lãnh thổ và an ninh chính trị, an ninh quốc gia của nước Nga, người Nga sẽ bảo vệ đến cùng cái chân lý của mình. Thế thì cái cuộc chiến đó là theo em nghĩ như vậy, Sơn, nước Mỹ biết cái hệ quả này, nước Mỹ không có ăn năn hối hận gì đó, nước Mỹ đã tính cái nước cờ này rồi, nước Mỹ lợi vô cùng, cho nên ông đã nói ngay từ lúc đầu, ông đại tướng Lloyd Austin là bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ tới ngay tận biên giới giữa Ba Lan và Ukraine tuyên bố là chúng ta mở chiến dịch làm suy yếu nước Nga, cái cuộc chiến vừa rồi làm suy yếu nước Nga, mục tiêu của Mỹ muốn là như vậy. Nhưng mà không ngờ nó là Nga đi một cái con đường khác mà bây giờ nó không suy yếu được, mà vương mình chạy. Chính CNN vừa rồi mới nói rằng là chứ Mỹ trở thành đối tác chiến lược cho Nga trong vấn đề chiến tranh này, vì Nga bán dầu hỏa, bán xăng nhớt, bán dầu hỏa qua Ấn Độ là năm vừa rồi là 37 tỷ Mỹ Kim Ấn Độ là thanh lại lọc dầu xong rồi bán cho Mỹ gấp 13 lần. Cho nên là Nga đỡ cái đòn này, chứ ngay từ lúc đầu là Mỹ biết rằng là Mỹ có mục tiêu là muốn làm suy yếu nước Nga. Ông cha có hối hận như vậy, ông vẫn tỉnh cô, ông bán vũ khí hết sạch bách, ông lời quá trời nhiều rồi thưa anh Sơn. Vì cái bản chất của ông Mỹ là thế này này, là gây rối, gây rối
thúc đẩy cho xung đột để ông bán vũ khí. Đúng vậy. Ông kiếm lời, còn anh đánh nhau thế nào thì việc anh đánh nhau. Nhưng một cái vai trò quan trọng, một cái mục đích quan trọng nữa mà tôi cho nước Mỹ muốn duy trì và bảo vệ, đó là cái độc tôn lãnh đạo thế giới. Và nước Mỹ muốn duy trì cái đường lối của mình, áp đặt cho không phải chỉ có các nước trong NATO mà muốn rằng đưa ra cả các châu lục khác. Nhưng cái đó nó không thể được, là bởi vì thế này, trật tự thế giới đang sắp xếp lại. Dạ đúng rồi. Đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ không thể nói là cuộc sống chúng ta nó cũng như hình sin đi lên đi xuống. Có thể nói là ông ấy ảnh hưởng thế giới nó quá nhiều rồi. Dạ. Quá lâu rồi. Rồi đến lúc theo quy luật của tự nhiên sẽ phải đi xuống. Dạ. Và bây giờ tôi cho rằng nếu nước Mỹ không tỉnh táo thì giai đoạn này nước Mỹ đang đi xuống. Và kinh tế anh cũng đang bị suy thoái chứ không phải là anh tăng trưởng đâu. Thế bây giờ anh đã tính toán sai lầm trong cái bài toán cuộc chiến Ukraine và Nga. Anh tưởng là anh bao vây cô lập nước Nga, anh ủng hộ cho Ukraine, anh dùng NATO để làm một cái gọi là một cái bàn đạp rất là gần với nước Nga để cung cấp vũ khí và thúc đẩy Ukraine tiến hành cuộc chiến với Nga. Thì thực ra mà nói là ông đang làm cho hai quốc gia này người ta càng trở nên mâu thuẫn nặng nề với nhau và thiệt hại rất nặng nề về không những về thiết bị quân sự, về kinh tế mà cả dân sinh. Đấy là tội ác. Tôi cho là cái cuộc chiến này nó làm cho cả hai bên đều thiệt hại rất nhiều. Nhưng mà việc Ukraine vì gia nhập NATO mà phải hứng chịu cái này, vì nghe thúc đẩy Mỹ của Mỹ sẽ sự thúc đẩy của Mỹ và NATO mà duy trì cuộc chiến lâu dài, nhẽ ra cái nền tảng của hai quốc gia này là nền tảng rất đoàn kết anh em, đúng, gắn bó với nhau chứ không phải. Mà để xảy ra cái xung đột như này thì cái lỗi thuộc về ai? Trước hết tôi cho rằng là các nước NATO và Mỹ, rồi đến cái sự tính toán tất nhiên là lãnh đạo chính phủ Ukraine, họ có cái suy nghĩ tư duy của họ, họ có cái khó khăn của họ. Nhưng mà chính từ cái thúc đẩy, từ cái kích động, từ cái cam kết của các nước NATO với lại cùng với Mỹ là sẽ giúp Ukraine là có thể hoàn thành được cái sứ mệnh của mình là giành lại những vùng đất mà trước đây ấy, là theo như Tổng thống Putin đã nói là chính là ông, là thời kỳ Xô Viết, thời kỳ Liên Xô là đã phân chia cho Ukraine để cho nó đồng đều với diện tích và phát triển cân đối, vì thời kỳ Liên bang Xô Viết là 15 quốc gia, 15 nước cộng hòa trong liên bang, họ được phân bổ, lúc giờ Liên Xô phân bổ theo cái khả năng của từng vùng, từng nước cộng hòa để mà tạo ra một cái nền kinh tế tổng lực phát triển chung, cả công nghiệp quân sự lẫn nhiều lĩnh vực khác nữa, thì Ukraine được thêm nhiều diện tích, nó là như vậy. Thế là từ đó thì nếu như tỉnh táo thì nên chấm dứt cuộc chiến. Còn nếu mà tiếp tục cái cuộc chiến như này, tôi nói là tỉnh táo đây là kể cả NATO và kể cả Mỹ, nhưng vấn đề bây giờ nó là như chúng ta đã nói là chót nhảy lên lưng ngựa rồi. Bây giờ phi nước lại rồi, bây giờ nhảy xuống thì ngã gãy chân gãy tay, đó không ạ? Mà nếu dừng lại thì dừng lại thế nào đây? Tức là nếu tiếp tục đánh, tiếp tục cái cuộc chiến lâu dài với nước Nga thì người ta không thể lường được cái sức mạnh của nước Nga, nó còn tiềm ẩn ở trong lòng đất rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Đấy, tôi nói không phải tôi nói tiềm năng quân sự đâu, tôi nói tài nguyên khoáng sản, tôi nói là cái sự giàu có của nước Nga trong tự nhiên rất nhiều, đó là cái nền tảng để phát triển kinh tế, nền tảng phát triển khoa học quân sự, nền tảng để họ có cái khả năng phòng thủ đất nước rất là mạnh. Tôi chưa nói về những cái khả năng khác của nước Nga. Thế như vậy là vừa rồi là Mỹ và NATO tính toán sai lầm, bao vây về kinh tế là thất bại. Đúng không ạ? Ủng hộ Ukraine để mà tiến hành cuộc chiến tranh là thất bại, có thể nói thất bại. Còn họ đứng tuyên truyền là giành được chỗ nọ, giành được chỗ kia, rồi cuộc tổng tấn công mùa hè năm 2023 sẽ lấy lại tất cả những cái vùng mà đã bị Nga chiếm đóng. Đây không phải là bị Nga chiếm đóng, những vùng đó người dân và chính quyền tự nguyện sát nhập vào với Nga để mà trở thành một cái quốc gia mà với cái lãnh thổ trước đây mà bản chất nó phải có. Thế thì chính vì vậy mà cuộc chiến nó kéo dài, nó càng kéo dài thì chính bản thân các nước NATO cũng kiệt quệ. Họ phải lấy cái kho dự trữ của họ ra không? Phải không ạ? Cái bất cứ quốc gia nào trong NATO đều bị ảnh hưởng và đều làm cho cái kinh tế của mình đi xuống bởi cái cuộc chiến này. Chứ không phải riêng Ukraine đâu. Bởi vì họ phải viện trợ cho Ukraine, mà riêng Mỹ với NATO trong năm vừa qua tính mới sơ sơ là 72 tỷ thôi. 72 tỷ con số lớn lắm. Ra để 72 tỷ đó giúp cho các nước nghèo, đúng không ạ? 72 tỷ giúp cho châu Phi, 72 tỷ giúp cho các nước châu Á, châu Nga, những nước còn đang rất nghèo, còn đang chậm phát triển.
thì cuộc sống nhân dân thế giới nó sớm ổn định và phồn thịnh, thì cái đó đem lại lợi ích rất nhiều cho cái sự hội nhập thế giới giữa các quốc gia với nhau. Chứ bây giờ anh dùng 72 tỷ đó có thể tới 100 tỷ đô la để anh giúp cho cái cuộc chiến nó bùng nổ để hủy diệt hai dân tộc, hai đất nước, và thậm chí ảnh hưởng đến nhiều hàng chục quốc gia khác, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chưa nói là nếu cuộc chiến nó tiếp tục kéo dài và nó cứ như thế này bởi một cái sự danh dự nào đấy mà người ta còn nuôi hy vọng là lấy lại cái danh dự với đây, tập trung vào đánh nước Nga. Tôi nói là hội đồng này, đánh hội đồng nước Nga này, đó, cả NATO thực tế với anh cung cấp vũ khí anh là anh gián tiếp đánh Nga, đánh để tiến hành cuộc chiến với Nga rồi. Còn như anh đưa quân vào nữa thì là trực diện rồi. Thế thì như vậy là anh đánh hội đồng hàng ba chục nước, vài ba chục nước do Mỹ đứng đầu, không ạ? Ukraine chỉ mặt trận thôi. Thực ra Ukraine chỉ là chiến trường, bãi chiến trường thôi. Đúng vậy. Nhưng mà không đánh được nước Nga. Và thậm chí nước Nga bây giờ họ đang, theo như ông Putin nói là ông sẽ tiến sâu vào Ukraine để mà nếu như nước, nếu mà Ukraine tiếp tục. Thì để làm cái gì nếu như không tiến hành đàm phán? Nước Nga sẵn sàng đàm phán. Nhưng đàm phán trên cơ sở là gì? Chúng ta phải thấy được cái sự thật chân lý từ lịch sử xa xưa đến bây giờ. Nước Nga làm đúng hay sai? Nước Nga không phải xâm lược, tôi cho không phải xâm lược, mà nước Nga đang bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình, và những cái gì nước Nga cần có thì phải trả lại cho nước Nga mới là đúng. Đó mới là quan điểm đúng đắn. Mà tôi cũng theo dõi thời sự mà tôi thấy những gì mà nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trình bày là chính xác, và đặc biệt là qua phỏng vấn của nhà nghiên cứu và là bình luận gia của Mỹ, ông Tucker Carlson hỏi phỏng vấn Tổng thống Putin thì Tổng thống Putin trả lời rất xác đáng, y như những gì mà nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã trình bày. Nhưng thưa quý khán giả, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn kiến thức rất là rộng, nếu mà hỏi thì nhiều vấn đề lắm, không có đủ thời gian, mong quý khán giả thông cảm. Vậy thì cảm ơn Nguyễn Thanh Sơn rất là nhiều, mỗi lần nói chuyện với anh trình bày nhiều vấn đề rất là hay, và mong rằng sẽ được cùng với anh để lên Chùa Ba Vàng trong những ngày tới. Không, tới mời anh lên thăm Ba Vàng. Bây giờ sự thật cái vấn đề của Chùa Ba Vàng. Dạ vâng. Dạ. Là lấy là lĩnh vực khác. Dạ. Đó là mình sẽ làm có một đề tài riêng nữa. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Xin kính chào quý vị và các bạn.